Khi nhiễm trùng đường hô hấp thì thường là chắc là bác sĩ cho kháng sinh, và có một số kháng sinh nó ảnh hưởng tới dạ dày, với lại cũng một số là thuốc như là cái nhóm mà paracetamol đó, nó cũng ảnh hưởng tới dạ dày, và do đó nên khi mà bệnh nhân uống mà bị ói đó, thì phải xem lại là do thuốc, là mình sẽ cho thuốc trợ dạ dày thêm. Với lại coi còn thêm cái gì khác nữa không, tại vì nhiều bệnh nhân uống rất là nhiều thuốc, cái khi mà nó tác dụng phụ á, nó lại chổi với nhau, nó làm cho sinh ra cái chuyện mà ảnh hưởng tới dạ dày. Do đó nên khi người bệnh hỏi thì không có cụ thể là có kèm thuốc gì khác hay không, thì nói chung là nếu mình ói nhiều như vậy, không để ói hoài nha, ói hoài sẽ mất nước điện giải, có những cái biến chứng của nó nguy hiểm, thì phải đi khám bác sĩ lại. Dạ Phải vâng đi ạ. khám lại cái người bác sĩ đã cho thuốc, Dạ. mình nói cái mình giống như mình trình bày cái chuyện mà mình bị ói như vậy, để bác sĩ suy nghĩ coi là do cái gì, có thể là biểu ngưng cái đó rồi đổi thuốc khác hay gì đó, hoặc là dặn dò bệnh nhân phải ăn thiệt no mới được uống thuốc. Có Dạ. những cái thuốc là dặn uống trong lúc ăn luôn, tức Dạ. là đang uống nửa chén, ăn nửa chén cơm, uống viên thuốc vô ăn tiếp nửa chén nữa. Dạ. Cái, nó phải có những cái đặc biệt như vậy, thì hỏi chung chung thì mình cũng sẽ trả lời như vậy, nhưng mình nên gặp lại bác sĩ. Dạ đúng rồi.